Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, viện kiểm sát nhân dân và công an hai tỉnh An Giang và Long An đã tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự ông Lâm Hồng Sơn sau 34 năm dòng dã đi tìm công lý. Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 4 năm 1988, Ban Chỉ huy Cảnh sát An Giang và ông Sơn đã ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Ban Chỉ huy lo mặt bằng, pháp lý, riêng ông Sơn được giao khoán xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc. Sau khi thành lập xí nghiệp, Ban Chỉ huy Cảnh sát giao ông Sơn làm giám đốc và hỗ trợ 2 triệu đồng để hoạt động kinh doanh. Ông Sơn cũng góp 30 lượng vàng để xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và mỗi tháng ông nộp khoán về cho công ty tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng. Sau một năm hoạt động, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập công ty Ancresto. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. Khi ông Sơn đi Thái Lan để đàm phán, ký kết hợp đồng làm ăn cho Ancresto, thì lãnh đạo Ban chỉ huy cảnh sát ký quyết định đưa người khác làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Ancresto. Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng đồng thời quyết định bán hết số tài sản nhập khẩu của Ancresto ông Sơn từ Thái Lan về nước đã không có hàng hóa để giao cho đối tác ở Long An như cam kết. Đầu năm 1990, ông Sơn tiếp tục làm hợp đồng kinh doanh với đối tác ở Long An, thì bất ngờ Công an tỉnh An Giang phát thông báo ông Sơn giả mạo người của công ty Ancresto. Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt giam ông Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án, thì Công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can và giam ông Sơn 3 tháng. Tháng 5 năm 1990, Công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn vì lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Thời điểm được tự do, tài sản góp vốn của ông Sơn vào An Cresto cũng mất sạch. Ông Sơn khởi kiện Công an tỉnh An Giang đòi bồi thường thiệt hại. Tháng 12 năm 1990, ông Sơn đến Tòa Nhân dân tỉnh An Giang để giải quyết vụ án thì bất ngờ bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam lần thứ hai với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau nhiều tháng điều tra cáo buộc nhiều tội danh khác nhau. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã truy tố ông Sơn về tội trốn thuế với số tiền hơn 36 triệu đồng. Tháng 11 năm 1991, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn, căn cứ buộc tội không vững chắc. Tại buổi tổ chức xin lỗi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an hai tỉnh An Giang và Long An đã công khai xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn. Ông Lâm Hồng Sơn chấp nhận lời xin lỗi và cải chính công khai của cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát nhân dân, Công an hai tỉnh An Giang và Long An cùng các ngành chức năng có liên quan đã lắng nghe và xem xét những yêu cầu điều tra lại vụ án. Đồng thời, ông Sơn cũng yêu cầu ngành chức năng liên quan hai tỉnh An Giang và Long An khẩn trương hoàn thành việc bồi thường các thiệt hại cho bản thân ông, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật. Như vậy, ông Sơn là người bị bắt giam oan hai lần, từ năm 1990 đến năm 1991 cáo buộc lừa đảo, lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Sau gần 3 từ năm dòng dã làm đơn thư gửi đến nhiều cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng các cấp, ông Sơn đã được minh oan. Hiện ông Sơn đã gửi đơn yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng.